Trở lại bản tin nhắn. Trở lại một nhà rapper nổi tiếng 50 cent. Giờ tôi 49 cent. Để móc đặt là Vũ Lưng 49 cent. Nhà rapper nổi tiếng 50 cent được mang tên 50 cent. Tuyên bố cái thiên đường Los Angeles đã kết thúc sau khi cái chính sách bảo lãnh $0, tức là zero bail. Rapper 50 cent tên thật là Curtis Jackson tin rằng thành phố Los Angeles sẽ không bao giờ phục hồi sau khi chính sách bảo lãnh không đồng. Theo một cái bài đăng trên Instagram, rapper 50 cent chia sẻ trên một đoạn Fox 11 Los Angeles giải thích rằng thành phố sẽ thực hiện chính sách bảo lãnh $0 cho những tội nhẹ và những trọng tội không bạo lực khác. Chính sách ban đầu được áp dụng trong đại dịch COVID-19 để tránh cái quá tải trong nhà tù. Rapper 50 cent đã đề cập cuộc khủng hoảng tội phạm tại Los Angeles vào tuần trước để đáp lại việc khôi phục chính sách bảo lãnh $0 gần đây. Luật sư Yo-Yo Jeff Rising nói với chương trình của Fox News rằng việc không được bảo lãnh đã có tác động to lớn đến an toàn cộng đồng nói chung. Ý tôi là chúng ta có nhiều người bị bắn, bị đâm, bị hành hung, bị cướp, bị đánh. Đây là những nạn nhân thật sự và những con số đáng kinh ngạc khi không và đương nhiên không được bảo lãnh. Chương trình Fox News cho biết rằng một nghiên cứu gần đây, những nghi phạm được tại ngoại mà không được tại ngoại tái phạm thường xuyên trở lại 70%, buộc tội nhiều hơn 163%. Chính sách chấm dứt bảo lãnh tiền mặt là nguyên nhân khiến những người cánh tả hoàn toàn đang đấu tranh cho nó. Những người cho chính sách này bảo đảm nghi phạm có thu nhập thấp sẽ phải không ngồi tù, vân vân. Vào 2021, 50 xe đã chuyển từ thành phố New York đến Houston vài tháng sau khi ông phản đối kế hoạch thuế của ông Joe Biden. Ông nói, tôi yêu thành phố New York, nhưng tôi sống tại Houston, tôi sẽ giải thích sao. Ông ấy đã viết trong khi chia sẻ một bức ảnh của mình ở bên ngoài Houston. Ông ta cũng đính kèm hai ảnh chụp về một bộ phim truyền hình tội phạm có thật được mang tên là Confession of Crime Queen do anh ta sản xuất, tức là băng đảng đèn xanh, bùm, cái dòng tweet của ông ta. Và đó là những gì mà thật sự ngày 50 cent. Mặc dù Jackson không nêu rõ lý do khiến anh ta rời New York, nhưng động thái gần đây cho thấy những người theo dõi cái trang trái của ông ta và trang trạng thái của ông ta thì bỏ phiếu cho Trump để đáp lại kế hoạch hoang dã của Biden. Cái gì? Vote for Trump. Rapper tên thật là Christine Jason Jackson đã ghi trên cái Instagram, tôi không quan tâm đến Trump không thích người da đen. Anh đã nói thêm 62% bạn là những người mất trí. Sau khi tranh cãi trên phương tiện truyền thông, rapper 50 cent đã rút lại và cho rằng anh đã từ chối cơ hội tham dự lễ nhậm chức 2017 để nêu bật thiện chí chống Trump của mình. Tôi đã từ chối $1 triệu để tham dự lễ nhậm chức. Tại sao bây giờ tôi lại chuyển hướng, vân vân. Đó là những cái mà thật sự chúng ta nhìn lại những cái rapper này, những cái đúng cái sai. Nhưng mà trong lòng thì tôi nghĩ chắc ủng hộ ông Trump cũng chết mẹ luôn. Nhưng mà sợ bị tụi Mỹ đen tẩy chay. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.